Buddha, Đức Thế Tôn hiệu Buddha, bởi Ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Phá-ga-hoa, Đức Thế Tôn hiệu Phá-ga-hoa, bởi Ngài đã siêu xuất tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Na-thi-me-sa-ra-nang-an-nhang-bu-tho-me-sa-ra-nang-hoa-rang ê tê na sa cha wa chê na hồ tu mê cha ya mang ga lang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con. Y như lời chân thật này. Swa kha to pha ga wa ta. Nghĩa là tâm tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Mô là pháp thánh có chín hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Sanditiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc, bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehipasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Opanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Vacchattanveditabhovinnyuhiti là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí, được biết, được thấy từ nơi tâm. Na-thi-me-sa-ra-nang-an-nyang-dham-mo-me-sa-ra-nang-va-rang-e-te-na-sa-cha-va-che-na-ho-tu-me-cha-ya-mang-ga-lang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Supatipanno phagavato sāvakasangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo chánh pháp. Ucupatipanno phagavato sāvakasangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo thánh pháp. Nyayapatipanno phagavato sāvakasangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ Niết Bàn là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Samicchipatipanno phagavato sāvakasangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Yadidang chattaripurisa yugani. Tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà hoàn. Tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Atthapurisa pugala. Tăng nếu đếm chiếc thì có tám bậc. Tăng đã đắc đạo tu đà hoàn. Tăng đã đắc quả tu đà hoàn. Tăng đã đắc đạo tư đà hàm. Tăng đã quả tư đà hàm. Tăng đã đắc đạo a na hàm. Tăng đã đắc quả a na hàm. Tăng đã đắc đạo a la hán. Tăng đã đắc quả a la hán. Esaphagavato sāvakasangho. Chư tăng ấy là bậc thinh văn đệ tử Phật. Ahuneyo. Các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tín thí ở phương xa đem đến dâng cúng người có giới hạnh. Pāhuneyo, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng các ngài. Dakkhineyo, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí, tin lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anjalikaraneyo, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang Punyakhetang Lokasati. Các ngài là phước điền của chúng sanh, không đâu bị kịp.
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Wanda miche ti yang sa bang sa pa tha me su pa te ti tang sa ri vi ka tha tu ma ha bu ting bu ta ru pang sa ka lang sa da Wanda miche ti yang sa bang sa pa tha me su pa te ti tang Sari vikatha tu maha bu thiên bu tha ru pang sakalang sada. Wanda mi che ti yang sa pang sa pa tha me su pa te ti tang. Sari vikatha tu maha bu thiên bu tha ru pang sakalang sada. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin đọc bài sám hối. Cúi đầu lại trước Bửu Đài, con xin sám hối từ rầy ăn năn. Xưa nay lỡ phạm điều răn, do thân khẩu ý bị màng vô minh gây ra nghiệp dữ cho mình, sát sanh hại vật, chẳng tình xót thương, giết ăn hoặc bán không lường, vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân, oan oan tương báo cõi trần, trầm luân biển tối chịu phần khổ lao. Xét ra nhân vật nào hoại nhân nhân hại, mắc vào trở vay, lại thêm trộm sản cướp tài, công người cực nhọc hàng ngày làm ra, lòng tham tính bảy lo ba, mua kia kế nọ lấy mà nuôi thân, hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, làm cho người phải lắm lần than van. Tài dâm tội nặng muôn ngàn, liệu toan chức sắc làm đàn chẳng ngay, vợ con người phải lầm tay, mất trinh thất tiết, phải tai tiếng đời, xấu cha hổn mẹ nhiều lời, xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi. Vọng ngôn giả dối ngoài môi, chuyện không nói có rồi nói không, dùng lời đâm thọc hai lòng, phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em, mắng nhiếc chửi rủa pha dèm, xóm làng cô bác chị em không chừa, nói lời vô ích dây dưa, phí chợ quý báu hết trưa đến chiều, uống rượu sanh hại rất nhiều, ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng, say sưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào, loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà, sang tham những của người ta, mong sang đoạt được lòng tà mới ưng, nết sân nóng giận không chừng, toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng, si mê tin chạ chẳng phòng, nghe đâu theo đó không thông chánh tà, chẳng tin Phật pháp cao xa, thầm thâm vi diệu bao la trên đời, nếu con cố ý phạm lời hoặc là vô ý lỗi thời điều răn, hoặc suối kẻ khác bạo tàn, hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo, phạm nhầm ngũ giới thập điều, vì chân thân khẩu ý nhiều lần sai, lỗi từ kiếp trước lâu dài, đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen, hoặc vì tà kiến đã quen, khinh khi tam bảo lòng bèn chẳng tin, cho rằng người chết hết sinh, phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay, hoặc phạm thường kiến tội dày, sống sao đến thác, sanh lai như thường. Tội nhiều kẻ cũng không lường, vì con ngu dốt, không tường phân minh, dễ vui tam bảo hại mình, bởi chân không thấu vô minh nghiệp tà, cho nên chân tánh mới là, tối tâm chẳng rõ, sai ngoa, thủa đầu, hóa nên khởi dại đã lâu, để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay, khác nào bèo bị gió quay, lên đên giữa biển giật giờ bờ sông, xét con tội nặng chập chồng, kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này, con xin sám hối từ nay, nguyện cầu tam bảo đức dày độ cho. Tội xưa chẳng hạn nhỏ to, con nguyện dứt cả chẳng cho thêm vào. Tâm lành dốc chí nâng cao, cải tà quy chánh, chú vào Phật ngôn. Cho con khỏi chốn mê hồn, đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề.
thoát vòng khổ não tối mê, hướng miền cực lạc mọi bề thảnh thơi. Ngày nay dứt bỏ việc đời, căn lành gieo giống chẳng rời công phu. Mặc ai danh lợi ôn xu, con nguyện dự hạnh người tu thoát trần. Trước là độ lấy bổn thân, sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu. Sám hối tội lỗi đủ điều, duyên lành đâu cũng ít nhiều kết xây. Tôi xin hồi hướng quả này, thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. Cùng là thân thích tha phương, hoặc đã qua vãng, hoặc thường hiện nay. Chúng sinh ba giới, bốn loài, vô tưởng hữu tưởng, chẳng nài đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tụ hội lãnh thâu quả này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mách ngay, với cùng. Thảy đều thọ lãnh, hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành, 5.000 năm chẳng, phước lành thế gian. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. À, bây giờ là thời điểm thích hợp để xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. À, xin đạo tràng giữ tâm thanh tịnh cùng con tắc bạch để cung thỉnh ngài. Acha uposatho iman jarating iman jadiwasang uposatiko vavisami. Ngày nay là ngày bát quan trai, con nguyện thọ trì giới bát quan trai, chọn ngày nay và đêm nay. Ukasa mayam phante visung visung rakanatha yati saranena saha athang gasamana gatang uposathang yajama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Dutiyam pi mayam phante visung visung rakhanatha yati sarane nasaha athang ga samana gatang uposathang yajama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tatiyam bi mayang phan te visung visung rakhanatha yati sarane nasaha athang ga samana gatang uposathang yajama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Sằng Khai giá. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiền am tín nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy và bát quan trai giới đến đạo tràng pháp hội. Buddha hằng sa năng ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa năng ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sang căng sa năng ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy tăng. Đồ tỷ dâm bi bút đăng sa nâng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đồ tỷ dâm bi đâm băng sa nâng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đồ tỷ dâm bi sân căng sa nâng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta tỳ dâm bi bút đăng sa nâng ca cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta tỳ dâm bi đắm mong sa nâng ca cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta tỳ dâm bi sân căng sa nâng ca cha mi, con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bhutang saranang gacchami
con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyam pibhutang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyam pidhammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duttiyam pisanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam pibhutang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyam pidhammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyam pisanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tị saranakha năng nịch thị tăng phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê dạ xin vâng. Ba na ti ba ta về làm mình đi chỉ có mới đang xem mình dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quỷ tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về làm mình đi chỉ có mới đang xem mình dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quỷ tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacariyam Veramani Sikhapanang Samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Mukshawadam Veramani Sikhapanang Samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me rayamat japamai dathanam Veramani sikhapanang samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dị uống rượu và các chất say. Vikalaponchanam Veramani sikhapanang samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự ăn sái giờ. Nên chạy ghi ta qua đi ta quý su ca ra sa na ma la gan tha quý lê ba na tha ra na man da na quý phu sa na tha na. Vì ra mình đi sẽ khó bất năng sa ma đi dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sẽ múa hát thô càng đường sẽ múa hát nghe đường càng trang điểm thô bất thơm dội phận và đeo càng hoa. Ôn chai sẽ dạ nam ma ha sẽ dạ nam về ra mà đi sẽ khó bất năng sa ma đi dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacariya Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.
Suramerayamachapamadathana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikalapochana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự ăn trái giờ. Nachagi Tawa Ditawiso Kadasana Malagan Tawile Panatha Ramanman Dana Wifu Sanatana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi đàn kèn, xem múa hát nghe đàn kèn, trang điểm thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. Uccha Sayanamaha Sayana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Iman Atthang Gassamana Gattang Buddhapannattang Upo Satang Iman Charating Iman Chadiwasang Samadeva Afirakhitum Samadhyami. Con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Imani Atthasika Bhadani Upo Sathasila Vasena Iman Charantin Iman Chadiva Sangsa Thukang Katoa Ambamade Nasamarak Khitapang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và bác quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải ra mươi dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phàn tê, dạ xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan tí, sì lê na phô ca sâm bác đàn, sì lê na ni pu tinh doan tí ta sư mai, sì lăng quỷ sô thát dê. Các chúng sanh đã sanh về, cả trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơn. Sa thú lành thay, nhà con xin sám hối trước tam bảo. Utamange na wande hang pada pang sung waru tamang buteyo khalito doso butho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang hoa rang tam me yo khalito do so tham mo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phẩm pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang hang cha du vi tho tamang sang ghe yo khalito do so sang ho gamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng.
Te athagatha sukhita varunaha buddhasa chane roga sukhita hotasa sabbe hi nhà tị khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi kusala kam mang ka ta bang kiri yang mamaka ye na wacha manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sa pe fa gi fa wan tu te ye tang katang suwidi tang din nang punya palang Maya ye chata thana cha nan ti de wa gan tua ni ve da yung sa be lo kam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka manu nyang fo cha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa ti idang no nya ti nang ho tu su khi ta hon tu nya ta yo idang watame punyang asawakhayo vahang hotu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Nhà Nam Mô Buddhaya, bây giờ là 4 giờ 31 sáng giờ Việt Nam. Đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng, và con kính nhường bích lại cho sư. Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Cái lễ chư tôn thiền đức tăng, xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 86. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Buddho Mahesi Arang Tata Gato Lo Kutamo Sabbagaru Hichet Thako Lo Kasasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Giác Cần. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng, Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng, Tối Thượng Giáo Chủ, Trí Năng Vô Lượng, Tư Đế Ngài Đã Tin Tưởng, Thông Minh Dạy Bảo, Dân Lương Thoát Trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiền chúng nhân dân cúng dường. Tam mô bát đi bồ tát ta sa sa tu nô lô ca nam mần tha sa vi na ca rô cô sắp bần nhu bút thấp bát đi phù thi sanh nhã tô quanh đà ma hành tăng na ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi nhân vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan làm đạt chúng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sanh khu quý số thô số gá ta sá sa quá cô xích kha số ca mô quá ra thầm má xích kha cô niền đà bất sân xà đi á na đá rô quá rô quanh đà má hành tăng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thiên văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hì đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tế giá tê chê ná sê khà mê ê tu quá tha năng tá xà bí à nú phà quê ná sá há xà dê ná sê chạch tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần tán dương ơn Đức Tảo đã xong.
Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 86. Ye chắc khô sâm mát đắc kha tê. Ye chắc khô sâm mát đắc kha tê. Ye chắc khô sâm mát đắc kha tê. Câu số 2. Tham mê tham ma nu vát tị nô. Tham mê tham ma nu vát tị nô. Tham mê tham ma nu vát tị nô. Rồi, ôn lại hai câu này. Ye chắc khô sâm ma đắc kha tê. Tham mê tham ma nu vát tị nô. Ye chắc khô sâm ma đắc kha tê. Tham mê tham ma nu vát tị nô. Ye chắc khô sâm ma đắc kha tê. Tham mê tham ma nu vát tị nô. Rồi, câu 3, câu 4. Tê chắc na pa ra mê san tị. Tê chát na pa ra mê san tị. Tê chát na pa ra mê san tị. Và câu cuối cùng. Mắt chú thầy dân su đốt tạ răng. Mắt chú thầy dân su đốt tạ răng. Mắt chú thầy dân su đốt tạ răng. Tê chát na pa ra mê san tí mát chú thầy dân su đút tạ răng. Tê chát na pa ra mê san tí mát chú thầy dân su đút tạ răng. Tê chát na pa ra mê san tí mát chú thầy dân su đút tạ răng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Ye chắc khô sâm ma đắc kha tê. Tham mê tham ma nu vát tị nô. Tê chắc na pa ra mê san tí mát chú thầy dân su đốt tạ răng. Ye chắc khô sâm ma đắc kha tê. Tham mê tham ma nu vát tị nô. Tê chắc na pa ra mê san tí mát chú thầy dân su đốt tạ răng. À, cách đọc thứ hai không có đọc nhiều vậy mà đọc lần hai câu. Ye chắc khô sâm ma đắc kha tê. Tham mê tham ma nu vát tị nô. Tê chắc na pa ra mê san tí mát chú thầy dân su đốt tạ răng. Ye chắc khô sâm ma đắc kha tê. Tham mê tham ma nu vát tị nô. Tê chắc na pa ra mê san tí mát chú thầy dân su đốt tạ răng. Như vậy trong cách đọc trường âm và đoạn âm chúng ta có hai cách đọc ha. Quý vị đọc thoải mái thì đọc lần hai câu, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm. Và quý vị cảm thấy rằng ô dễ quá, câu 8 từ đọc một lần hết một bài luôn cũng được. Do khả năng của mọi người ha. Đó là dụng kinh. Còn bây giờ qua dụng kệ thì tương đối đây là một cái bài dễ kệ. Mong rằng quý vị đọc và thấy rằng quý vị đọc còn hay hơn chúng tôi nữa. Thôi bây giờ đọc thử. Dễ cho khô sâm mà đắc kha tê. Thầm mê thầm ma nu văn ti nô. Chana ba ra mây san ti mình chu thay dân su đắc su đôn ta rằng. Dễ cho khô sâm ma đắc kha tê. Thầm mê thầm ma nu văn ti nô. Để cho na ba ra mây san ti mình chu thay dân su đôn ta rằng. Dễ cho khô sâm ma đắc kha tê.
tham mê tham ma nu văn ta nô Tế cha na ba ra mê san ti man chu thay văn su đôn ta rằng cho chữ nu quát ti nô đọc chỗ này bị lộn lộn à, lộn lộn à, đọc lại lần nữa Dễ cha khô sâm mà đắc kha tê thầm mê thầm ma nô văn ti nô Tê cha na bá ra mê sanh ti mình chú thay dân su đôn ta rằng Những ai hành trì pháp theo chánh pháp theo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát rồi thấy bàn tay của Sích Mê-ta Sích Kim Nhung Sích Hà xà thủ mến chào chiếc lá mùa xuân đi học trễ Nam mô Bụt Thầy giá Nam mô Tham Ma giá Nam mô Sang Khả giá Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 86 ạ. Dê cha khô sâm ma đắc kha tê thăm mê thăm ma nu quách Tino Te cha na ba ra met san ti mat chu đầy yang su đút ta rằng Con xin phân tích câu 1 và câu 2 Dê trường âm thông thường Cha đoạn âm khô trường âm thông thường Xăm trường âm nhấn Má đoạn âm đắc trường âm nhấn Kha tê hai trường âm thường Thăm trường âm nhấn mê trường âm thông thường thăm trường âm nhấn ma trường âm thông thường nú đoạn âm quách trường âm nhấn tý đoạn âm nô trường âm thông thường dê cha khô sâm ma đắc kha tê thăm mê thăm ma nú quách tý nô và con phân tích tiếp câu 3 và câu 4 tê trường âm thông thường chá đoạn âm Na ba hai trường âm thông thường, rá đoạn âm mét san hai trường âm nhấn tý đoạn âm, mắt trường âm nhấn chú đoạn âm đây trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo dòng nguyên âm, xú đoạn âm đuốt trường âm nhấn, tá đoạn âm răng trường âm đọc theo dòng nguyên âm, tê cha na ba ra mét san tý mắt chú đầy văn xú đuốt ta rằng về cha khổ sầm ma đắc kha tê thầm mê thầm ma nu quát ti nô tê cha na ba ra mét san ti mắt chú đầy văn su đút ta rằng về cha khổ sầm ma đắc kha tê thầm mê thầm ma nu quát ti nô tê cha na ba ra mét sanh tí mắt chú đầy dặn su đút ta rằng những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát và đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu và con xin kể về cha khô sâm mà đắc kha tê thầm mê thầm ma nụ quạch tí nô tề cha na ba ra mét san tí mặt chú đầy văn sù đút ta rằng và con đã đọc xong kệ xong có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Thị Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa, con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Có
con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 86. Một người, hai người. Hai người nghe rõ, vậy được rồi. Hai người nghe rõ, vậy được rồi. Cảm ơn cô Kim Nhung với cô Mít Trà. Chiếc lá mùa xuân nó qua đây vô sớm, chắc trả bài kế tiếp. Dạ, cảm ơn ba người nghe rõ gì tốt rồi. Thôi con trả bài kinh Pháp Cú số 86. Ye cha kho sammadakkha te thamme thamma nu vattino te cha na paramet san ti mắc chư thầy dằn su đức ta rằng. Ye cha kho sammadakkha te thamme thamma nu vattino te cha na paramet san ti mắc chư thầy dằn su đức ta rằng. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Ye trường âm thông thường. Chá đoạn âm, khô trường âm thông thường, xăm trường âm ngắn, má đoạn âm, đắc trường âm ngắn, kha tê hai trường âm thông thường. Phân tích câu số 2. Thâm trường âm ngắn, nê trường âm thông thường, thâm trường âm ngắn, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, quách trường âm ngắn, tí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ye cha kho sammadakkha te thamme thamma nu vattino te cha na paramme san ti mắc chư thầy dằn chư đúc ta rằng. Ye cha kho sammadakkha te thamme thamma nu vattino te cha na paramme san ti mắt chư thầy dặn sư đúc ta rằng. Phân tích câu số 3. Tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, na ta hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, mét xăm hai trường âm ngắn, tí đoạn âm, mắt. Phân tích câu cúng cùi là câu cuối cùng. Mắt trường âm ngắn, chú đoạn âm, thay trường âm ngắn, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chú đoạn âm, đúc trường âm ngắn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Tê chá na pha ra mét xanh tí mắt chú thầy dằn chú đúc ta rằng. Về cháu khô sầm má đắc khà tề thầm mê thầm mà nu vắc tí nô tề chá nà phà ra mét xanh tí mắc chú thầy dằn chú đúc ta rằng. Về cháu khô sầm má đắc khà tề thầm mê thầm mà nu vắc tí nô tề chá nà phà ra mét xanh tí mắc chú thầy dằn chú đúc ta rằng. Về cha khô sâm ma đắc kha tê thầm mê thầm ma nu vắc thi nô tê cha na pa ra mê san tê mắc chú thầy dân su đúc ta răng. Về cha khô sâm ma đắc kha tê thầm mê thầm ma nu vắc thi nô tê cha na pa ra mê san tê mắc chú thầy dằn sư đúc ta rằng. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xong rồi đó. Bây giờ con sẽ ca cho cái gì nghe. Không thấy ai cho gì trên trời. Ui, nhiều quá. Một, hai, ba, bốn. Vỗ tay với chân nhiều quá. Cảm ơn quý vị đã cho bông qua. Vỗ tay vỗ chân nữa. Rồi sư đi uống nước trà, dùng đồ của tôi cúng dường rồi. Nhưng mà quý vị đừng có tưởng bở nghe, không hay núp lùm đúng đó. Đọc một sai một cái rồi bắt lo lên. Alo alo, ship A ship B ship C. Ngồi chờ một chút nghe. Nghe. Rồi người nào chết chắc là tiễn mặt ra hết đó. Nhắc nhở cho quý vị nghe thôi. Mà giờ cũng nói nha, sư con, sư quý vị, con có sai gì không? Sửa cho con biết nha sư.
Nhiều khi con cũng già cả, mắt cũng lem nhem, đọc cũng sai hoài sư. Nhưng mà thôi con cũng cảm ơn sư và quý vị Phật tử đã nghe và cho bông qua, cũng như vỗ tay vỗ chân. Dạ nhường máy lên cho người khác, chắc là Hồng Thị Kim Nhung mới nghe. Dạ, alo, alo ạ, dạ. Nam mô giá Nam Ma giá Nam mô Sang Kha giá. Con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ. Ma Thiện Vũ cho biết tín hiệu nghe rõ, con xin đọc câu kệ ngôn số 86 ạ. Ye cha kho samma dak kha te tham me tham ma nu wat ti no ta pa ra me san ti mak chu thay yang su du ta rang. Ye cha kho samma dak kha te tham me tham ma nu wat ti no te na pa ra me mak chú thầy giang su đu ta rằng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dê là thông thường, chá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, xăm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đắc là trường âm nhấn, kha là trường âm thường, thăm là trường âm nhấn, mê là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dê cha khô sam ma tê thăm mê thăm ma nu quát tí nô. Ba vào câu 4. Tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na ba là hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, mét san là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mắc là chú là đoạn theo trường âm nhấn, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, là đoạn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê cha ngà pa ra me san ti mắc chú thầy giang su đút ta răng. Dê cha khô sam ma đắc khá tê thăm mê thăm mạc. Anu vati mô tê cha na pa me san ti mắc chú thầy giang su đu ta rằng. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con. Ye cha kho sam ma đắc kha te tham me tham ma nu wa ti no te cha na pa ra me san ti ma chu thay yang su du rang. Ye cha kho ma đắc kha te tham me tham ma nu wa ti no tê cha na pa ra me san ti ma chu thay yang su du ta rang. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai con kính sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Thân mời Hồng Mai. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn Thiên Vũ Hồng Kim Nhung đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 86. Ye cha kho samma dakkha te tham me tham ma nu vatti no te cha na pa ra me san ti mat chú thầy yang su đút ta rằng. Về cha khô sam ma đắc kha tê thăm mê thăm ma nu vát ti nô tê cha na pa ra mê san ti mắt chú thầy yang su đút ta rằng.
Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, sam là trường âm nhấn, má đoạn âm, đắc trường âm nhấn, kha, tê hai trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, vú đoạn âm, quách trường âm nhấn, tý đoạn âm, nô trường âm thông thường, dê chá khô sam ma đắc kha tê thâm mê thâm ma nu quách tý nô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tê là trường âm thông thường, chá đoạn âm, na pa hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, nes san hai trường âm nhấn, tý đoạn âm, nách trường âm nhấn, chú đoạn âm, thay trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, đút trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dê chá khô sam ma đa kha tê thâm mê thâm ma nu áp tí nô tê chá na pa ga mê sam tí mắt chú thầy văn su đút ta lăng. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vậy con xin đọc kệ ạ. Dê cha khô sâm ma đăng kha tê thâm mê thâm ma nu vát tì nô tê cha na pa ra mê san tì man chu thay yang su đu ta răng. Dê cha khô sâm ma đăng kha tê thâm mê thâm ma nu vát tì nô tê cha na pa ran san ti man chu thay yang su đu ta răng. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong, và có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức. Con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú số 86. Dê chắc khô sâm ma đắc kha tê thâm mê thâm ma nu vát tí nô tê chá na pa ra mê sâm tí mắc chút thầy dằn su đút ta rằng. Dê là trường âm thông thường, chá đoạn âm, khô trường âm thông thường, sâm trường âm nhấn, má đoạn âm, đắc trường âm nhấn, kha tê hai trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, quách trường âm nhấn, tý đoạn âm, nô trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, na pa hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, mét san hai trường âm nhấn, tý đoạn âm, mắt đoạn trường âm nhấn, chút là đoạn chút trường âm nhấn, hay trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, đút trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Dê chá khô sâm ma đắc kha tê thâm mê thâm ma nú quách tí nô tê chá na pa ra mê sâm tí mắt chút thầy dằn su đút ta rằng. Dê chắc khô xăm, chú là đoạn âm. Con cảm ơn cô Kim. Dê chắc khô xăm má đắc kha tê thầm mê thầm mà nú quát tí nô tê chá nà bà ra mê xăm tí mắt chú thầy dằn su đút ta rằng. Dê chắc khô xăm má đắc
kha tê tham mê tham ma nu vát ti nô tê cha na ba ra me san ti mắt chu thầy dân su đút tăng về cha khô sam ma đắc kha tê tham mê tham ma nu vát ti nô tê cha na ba ra me san ti mắt chu thầy dân su đút ta rằng về cha khô sam ma đắc kha tê tham mê tham ma nu vát ti nô tê cha na ba ra me san ti mắt chú thầy dặn su đút ta rằng những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời chị Hà. Dạ, Nam Mô Phật Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sàng Phật. Dạ, con kính đánh lễ Ngài Chư Đức, Chư Tân Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Mốc Tài cho con biết tín hiệu. Dạ, con xin chào. Về cha khô sang ma đắc kha tê tham mê tham ma nu vát ti nô tê cha na ba ra ma san ti mắt chú thầy dằn su đúc ta rằng về cha khô sang ma đắc kha tê tham mê tham ma nu vát ti nô tê cha na ba ra ma san ti mắt chú thầy dằn su đúc ta rằng dê là trường âm thông thường, trá đoạn âm, khô trường âm thông thường, sầm trường âm nhấn, má đoạn âm, đắc trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, kha tê hay trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, quách trường âm nhấn, tý đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ye cha khô sang ma đắc kha tê tham mê tham ma nu vát ti nô tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, na ba hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, s trường âm nhấn, mét san hai trường âm nhấn, tý đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, thầy trường âm nhấn, dân trường âm đọc thì dòng nguyên âm, đoạn âm, đức trường âm nhấn, tá đoạn âm, văn trường âm đọc thì dòng nguyên âm, tê cha na bà ra mê sàn tí mắt chúc thầy dằn su đức ta rằng dê cha khô sang ma đắc kha tê thầm mê thầm ma nu vát tí nô tê cha na bà ra mê sàn tí mắt chúc thầy dằn su đức ta rằng dê cha khô ma dê cha khô sam ma đắc kha tê tham mê tham ma nu vát ti nô tê cha na ba ra ma san ti mắt chúc thầy dằn su đức ta rằng những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Nãy giờ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con có sai xin đạo tràng và chỉnh sửa. Dạ, cô Kim không nghe rõ hả cô? Dạ, dạ. Dạ, thôi con cao mic lại. À, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 86. Ye cha khô sam ma đắc kha tê tham mê tham ma nu vát ti nô tê cha na pa ra met sanh ti mắt chú thầy dằn su đút ta rằng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ye trường âm thông thường, chá đoạn âm, khô trường âm thông thường, sam trường âm nhấn, má đoạn âm, đắc trường âm nhấn, kha tê hai trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn,
mê trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, quát trường âm nhấn, tí đoạn âm, nô trường âm thông thường, dê cha khô sâm ma đắc kha tê thăm mê thăm ma nú quát tí nô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. T trường âm thông thường, trá đoạn âm, na pha hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, mét xanh hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, mách trường âm nhấn, chú đoạn âm, thây trường âm nhấn, giăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, đút trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê cha na pa ra mét xanh tí mách chú thầy giăng su đút tá răng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 86. Dê cha khô sâm ma đắc hà tê thăm mê thăm ma nu quát tí nô. Tê cha na pa ra mét xanh tí mách chú thầy giăng su đút tá răng. Dê cha khô sâm ma đắc hà tê thăm mê thăm ma nu quát tì nô. Tê cha na pa ra mê xanh tì mạch chú thầy giăng su đút tá răng. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Thế Đức, con kính đảnh lễ quý sư với bà quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 86. Ye cha khô sammadakkhate thamme thamma nu vattino te cha na paramen santi mat chum thay yang su dun tang. Con phân tích câu 1 và 2. Ye cha khô sammadakkhate thamme thamma nu vattino. Ye trường âm thông thường, trá đoạn âm, khô trường âm thông thường, sam trường âm nhấn, má đoạn âm, đắc trường âm nhấn, kha trường kha tê hai trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, quát trường âm nhấn, tí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ye cha khu sam ma tắc kha tê thăm mê thăm ma nú văn tí nô. Câu 3 và 4. Tê cha na pha pa ra me san ti mat chum thay yang su dun ta lang. Tê trường âm thông thường, trả đoạn âm, na pa hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, me san hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, mat trường âm nhấn, chú đoạn âm, thay trường âm nhấn, yang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, trước trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê cha na pa ra mết san ti mắt chung thầy dân su trun ta răng. Dê cha khô sam ma tắc kha tê thăm mê thăm ma nu văn ti nô. Tê cha na pa ra mết san ti mắt chung thầy dân su trun ta răng. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ye cha khô sam ma đắc kha tê thăm mê thăm ma nu văn tí nô. Tê cha na pa ra men san ti man chun thay yang su đun ta răng. Ye cha khô sam ma đắc kha tê thăm mê thăm ma nu văn tí nô. Tê cha na pa ra men san ti
tri ân ngài và đạo tràng có sai sử dùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ sư Tự Đức chùa và đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ cô Tự Duyên và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho điện từ biết âm thanh rõ. Mơ Sis Mita, Thiên Vũ và Sis Hồng Mai. Dạ, con xin đọc và phân tích bài học hôm nay là câu pháp cú số 86. Ye cha khô sammadakha te tham mê tham ma nu vắc ti nô te cha na ba ra mê san ti mắc chú thầy dân su đức ta rằng. Ye cha khô sammadakha te tham mê tham ma nu vắc ti nô te cha na ba ra mê san ti mắc chú đầy dân su đức ta rằng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Dạ, câu số 1. Ye cha khô sammadakha te tham mê tham ma nu vắc ti nô. Dạ, câu số 1 là ye là trường thông thường, chá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, sam là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đắc là trường âm nhấn, kha tê là hai trường âm thông thường. Và câu số 2, tham là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, tham là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, quắc là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Tê cha na bà ra mê san ti mắc chú đề dân su đút ta rằng. Và câu số 3, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na ba là hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, mê san là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Và câu số 4, mắc là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, đê là trường âm nhấn, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại đúng không? Ye cha khô sammadakha te tham mê tham ma nu vắc ti nô te cha na ba ra mê san ti mắc chú đề dân su đút ta rằng. Ye cha khô sammadakha kha tê thầm mê thầm ma nu vắc ti nô tê cha na ba ra mê san ti mắc chú đề dân su đút ta rằng. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dài sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Dạ, con xin đệ câu pháp cú số 86. Ye cha khô sammadakha te tham mê tham ma nu vắc ti nô te cha na ba ra mê san ti mắc chú đề dân su đút ta rằng. Ye cha khô sammadakha te tham mê tham ma nu vắc ti nô te cha na ba ra mê san ti mắc chú đề dân su đút ta rằng. Dạ, con đã phân tích và đọc xong. Con có sai mong ngài và đạo tràng giúp con chỉnh sửa lại ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã có bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Bây giờ định tự xin mời cô Tô Thị Phúng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ.
kính chào đạo tràng. Con xin được tiếp tục đọc câu pháp cú 86. Ye cha kho sammadakkhate dhamme dhamma nuvattino te cha na parame santima chudeyang sudottarang. Ye cha kho sammadakkhate dhamme dhamma nuvattino te cha na parame santima chudeyang sudottarang. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Dạ, con xin được phân tích bốn câu liên tục ạ. Dê là trường âm thông thường, chá đoạn âm, khô trường âm thông thường, xăm trường âm nhấn, má đoạn âm, đắc trường âm nhấn, kha trường âm kha tê hai trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, quát trường âm nhấn, tí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Dạ câu 3, câu 4. T trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm na pa hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, mét trường âm nhấn, san trường âm nhấn, tí đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, thay thay trường âm nhấn, dân trường âm đọc nguyên âm, xú đoạn âm, đuốt trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin được đọc lại nguyên bốn câu. Ye cha kho sammadakkhate thamme thammanuvattino te chana parame santimaduttayang sudottarang. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính mời vị kế tiếp. Con kính tri ân sư, kính tri ân tâm Đức Tâm Hạnh đã post bài. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đến lễ Ngài Trí Đức, con kính đến lễ Chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mình chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 86. Ye cha kho sammadakkhate thamme thammanuvattino te cha na parame namme santi makku thayang suduttarang. Dạ con xin phân tích câu 1. Ye cha kho sammadakkhate, chữ ye là trường âm thông thường, chữ chá là đoạn âm, chữ khô là trường âm thông thường, chữ xăm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ đắt là trường âm nhấn, chữ kha là trường âm thông thường, chữ tê là trường âm thông thường. Thầm mê thầm mà nu quát ti nô, chữ thầm là trường âm nhấn, chữ mê là trường âm thông thường, chữ thầm là trường âm, chữ thầm là trường âm nhấn, chữ ma là trường âm thông thường, chữ nú là đoạn âm, chữ quát là trường âm nhấn, chữ tí là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường. Dạ câu 3. Tê cha na pa ra mê sang tí. Dạ chữ tê là trường âm thông thường, chữ chá là đoạn âm, chữ na là trường âm thông thường, chữ ba là trường âm thông thường, chữ rá là đoạn âm, chữ mết là trường âm nhấn, chữ sang là trường âm nhấn, chữ tí là trường âm thông thường. Mát mát cú thầy dần su đút ta rằng, chữ mát là trường âm nhấn, chữ cú là đoạn âm, chữ thay là trường âm nhấn, chữ dần là trường âm đặt theo giọng nguyên âm.
Dạ, chữ xú là đoạn âm, chữ đúc là trường âm nhắn, chữ tá là đoạn âm, chữ răng là trường âm đập theo giọng nguyên âm. Dạ, con đã học xong. Dạ, có chi dạ, xin nhận dạ, con sửa. Dạ, những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dễ cha khô sâm man đắt ca tên thầm mê thầm ma nu quán tì nô tế cha na pa ra mên sang tì man cô chay yăng su đun ta răng. Dễ cha khô sâm mà đắt ta tên thăm mê thăm ma nu văn ti nô tê cha na pa ra mên san ti man cô thay yăng su đun ta rằng. Những ai hành trì theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Và dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong rồi, bây giờ con mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đến lễ Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con thành kính đến lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 86. Dê chắc khô samadakhate tham mê tham ma nút quát tí nô tê chân nà bà ra mét san tí mắt chư thầy dần su đút ta rằng. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Tại bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Ye cha kho sam ma da kha te tham me tham ma nu wa ti no te cha na pa ra me san ti mak chu thay yang su tu ta rang. Ye cha kho sam ma da kha te tham me tham ma nu wa ti no te cha na pa ra me san ti mặc dù thầy dân su đô ta răng. Dê cha khô sâm ma đa kha tê tâm mê thâm ma nu quá tì nô tê cha na pa ra mê san tê mặc dù thầy dân su đô ta răng. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Alo 1 2 3 4. Tại vì máy của tự nhiên nó cũng mới bệnh mới hết nên là nói nó hơi nhỏ. Dạ, vẫn nhỏ, giờ biết sao vậy? Nó bị virus nó mới hết á, cho nên là không biết đọc càng nghe thông cảm nhỏ nhỏ nhưng mà nghe được là cũng mừng rồi. Nó bị nằm bệnh viện 1 tháng rồi mới về. Dạ, rồi bây giờ tự nhiên xin đọc và phân tích rồi câu khóc cúc chạy qua thắm tiêu rồi. Dạ, để Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn. Bây giờ tự nhiên xin phân tích bốn câu khóc cứu số 86.
Dê chát khô sang mắt đắc khá tê thăm mê thăm mà nu á bồ. Tê chá nà bà răm lấy sàn tí mắt chú thầy dần su đút. Ta rằng dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, má đoạn âm, đắc trường âm nhấn, kha tê trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, quát trường âm nhấn, tín đoạn âm, nô trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, na ba hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, mát trường âm nhấn, xanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, thay trường âm nhấn, văn trường âm giọng nguyên âm, xú đoạn âm, đút trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm giọng nguyên âm. Dê chát khô sam mát đắc kha tê tham mê tham ma lu wát ti nô. Tê cha na bà đắc mê san tí mát chú thầy dân su đút ta rằng. Dê cha khô sam sam mát kha tê tham mê tham ma lu wát ti nô. Tê cha na ba ra mê san ti mát chú thầy văn su du ta răng. Dê cha khu sam sa ma dê cha khu sam sa đa dê cha cô sam ma đắc ca tê tham mê tham ma nu wa ti nô. Tê cha na pa ra mê san ti ma chu tê yang su du ta răng. Những ai hành trì pháp theo pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Có thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, chị Duyên xin sám hối đạo tràng, cũng có tháng mới vô cho nên nó hơi rộn thuộc một tí. Dạ, bây giờ thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh. Dạ, 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 mời Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thú kính thêm cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tăng Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Tự Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cô Phúc Hạnh có ôn bài chưa cô? Nếu cô chưa ôn bài, Nhật Quỳnh kính mời cô và mời tất cả những vị nào chưa ôn bài thì xin đưa bàn tay. Nãy giờ con cũng lặng hơi sâu. Bây giờ con trậu lên thì con thấy có như quang rồi, nên con xin phép được trả bài để một chút là con trốn. Dạ, có người có từ vựng rồi, dạ, dạ, chia sẻ mỗi người làm một việc. Để khi không có con thì cũng có Như Quang, có cô Tâm Hạnh. Dạ, thì để mọi người đều làm hết thì không có người này, có người khác. Dạ, bây giờ thì con xin được trả bài câu Pháp Cú Kinh số 86.
con xin phân tích 4 câu luôn ạ. Tại vì cô thời gian cho bong bóng chạy giữ luôn hàng giả, tại vì Nhật Quỳnh mới vừa nói là có người bị em qua dũa Nhật Quỳnh liền, nhưng mà không sao, Nhật Quỳnh quen rồi. Chị nhỏ. Dạ, con xin được trả bài. Về chắc khô xăm ma tát kha tê tham mê tham ma nu vát ti nô tê cha na ba ra mét san ti tê san ti mắt chú thầy dặn su đút ta rằng về chắc khô xăm ma tát kha tê tham mê tham ma nu vát ti nô tê cha na ba ra mét san ti mắt chú thầy dặn su đút ta rằng. Con xin phân tích 4 câu luôn ạ. Dê trường âm thông thường, chá đoạn âm, khô trường âm thông thường, xăm trường âm nhấn, má đoạn âm, đắc trường âm nhấn, kha tê hai trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, quách trường âm nhấn, tí đoạn âm, nô tê hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, na ba hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, mét xanh hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, thay trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú đoạn âm, đút trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Về cha khô sam ma đắc kha tê tham mê tham ma nu vát ti nô tê cha na ba ra ma san ti mạch chú thầy văn su đút ta rằng những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Dạ con xin được kệ. Về chả khô xăm mà đạt kha tê thăm mê thăm ma nào vụt nụ vụt tí nô. Dạ con xin kệ lại. Về chả khô xăm mà đạt kha tê thăm mê thăm ma nào vụt tí nô tề cha na ba ra mạt san ti mạt chô thay văn su đụt ta răng. Về cha khô xăm mà đạt kha tê thăm mê thăm ma na hoạt ti nô tề cha na ba ra mạt san ti mạt chô thay văn su đụt ta răng. Dạ sa thú bằng tay cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ mời cô Phúc Hạnh và dạ, mời những vị nào chưa ôn bài thì xin đưa bằng tay ạ. Tại nãy giờ Nhật Quỳnh lặng cũng hơi sâu, nghĩ là không có như quan đi vào nghe đại đức ôn bài chạy lợi thì thấy có như quan rồi, bây giờ yên tâm. Dạ kính mời cô. Thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức, kính lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào đạo tràng. Hạnh xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Thiện Vũ, cô Hồng Mai, tô Thị Phú, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu rõ. Hạnh xin đọc câu số 86. Dê chá khô xăm mắt đắc kha tê tham mê tham ma nu vát tí tô tê cha na ba ra mê san tí mát chút thầy dân su đút ta rằng dê cha khô xăm ma đắc kha tê tham mê tham ma nu vát tí tô. Dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường,
Sam là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đắc là trường âm nhấn, kha, tê là hai trường âm thông thường. Thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường. Thâm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm. Quát là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Câu số 3 và câu số 4. Tê chá na bà ra mét sàn tí má chúc thầy dân sút đút tá răng. Tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na ba là hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, mét san là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, thay là trường âm nhấn, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ye cha kho sammat akha te tham mô tham ma nu vát tí nô. Te cha na bà ra mê san tí mát chú thầy dân su đút ta răng. Ye cha kho sammat akha te tham mê tham ma nu vát tí tô. Tê chá na bà ra mê sàm tí mát chúc thầy dân sút út tá rằng những ai hành trì pháp, theo chánh pháp, khéo dạy, sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Thinh Minh Châu. Con xin kệ. Ye cha khô sam ma đa kha te tham mô tham ma ha nu va ti nu te cha na ba ha ra me san ti hi ma chom thay yang su đua ta rằng. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong, con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ cảm ơn cô Nhục Quỳnh đã bót bài, xin mời vị tiếp theo. Alo, 123, 123. Sa thú cô tu nữ phục hạnh. Tình trạng chùa Phước Quang sao? Ngồi đó nghe nói nước ngập dữ lắm, lũ, bão, lụt. Tình trạng ở xung quanh chùa, ở đâu chỗ đó nó cũng hơi trũng. Chắc là nước cũng ngập chùa rồi. Không biết... Đại Đức Pháp Trang có bị trôi đi chưa, không biết nữa. Alo. Sao? Cũng rút rồi hả? Rồi, hên á. Không rút là Đại Đức Pháp Trang trôi rồi á. Rồi. Thấy sư cô Biển đưa hình ảnh, đưa lên mấy clip. Thấy cũng nước dữ dội. Rồi, cô Quang Thanh ở ngoài đó cũng có bị gì không? À, có đường tay đó rồi, xin mời cô Quang Thanh ha. Rồi, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Đức và con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Và con kính chào thầy đạo tràng. Dạ bạch ngài là ở đây cũng bị đột hôm nay nước cũng rút rồi ạ. Giờ con xin được phép đọc bài ngày hôm nay ạ. Giờ con xin cô Nhật Quỳnh bắt bài cho con với ạ. Alo, alo ạ, à? Đạo tràng có nghe thấy không ạ? Là con kính cảm ơn Ngài đã bắt bài ạ. Dê chá khô sám ma đắc khá tê thăm mê thăm ma nu quát tí nô tê chá na bà ra mết
san ti mắc chu thầy rằng su đút ta rằng rê cha khổ sam ma đắc kha tê tham mê ma nu vát ti nô tê na ra mết san ti mắc chu thầy rằng su đút ta rằng. Dạ, con xin phân tích câu, con xin phân tích cả bài luôn ạ. Rê là trường âm thông thường, chá đoạn âm, khô trường âm thông thường, xăm trường âm nhấn, má đoạn âm, đắc trường âm nhấn, kha tê là hai trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, nú là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, tí là đàn âm, nô là trường âm thông thường, tê là trường âm thông thường, chá là đàn âm, na ba là hai trường âm thông thường, rá là đàn âm, mết là trường âm nhấn, săn là âm nhấn, đàn âm, mắc là trường âm nhấn, chú là đàn âm, thay là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc xeo giọng nguyên âm, xú là đàn âm, đút là trường âm nhấn, tá là đàn âm, răng là trường âm đọc xeo giọng. Xin đọc lại toàn bài. Rê cha khô sam ma đắc kha tê tham mê tham măng nu ti nô tê ta mắc chú thầy rằng su đút ta rằng những ai hành chỉ pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia Phật ma lực khó thoát. Đấy của bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Dề khô dề cha khô xăm mà đắc kha tê tham mê tham ma nu vát ti nô tê cha ba men mặc dù thay sang xuống ta rằng tê cha khô tham ma đa mai nô để cha ra mệt săn tí mặc chú thay răng sù đút ta răng. Dạ con đã đọc xong và phân tích và kệ xong, con có sai mong ngài chị Đức Vàng sửa cho con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã phát bài. Sa thú Xích Quang Thành. Xích Quang Thành cũng đã cái như trường âm đoạn âm ha. Cái như giọng đọc cũng rất ổn định ha. Xa thú. Bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng ha. Câu Phật ngôn 86 ha. 86 ha. Qua giọng đọc của quý vị thì rất tự tin, và đọc sai thì có người nhắc. Chi Chiết La Mùa Xuân có thấy cái lỗi khi mà Chiết Kim nhắc không? Đó là một đoạn âm mà gọi là trường âm nhấn. Chiết Kim đã nhắc. Quý vị hỗ trợ cho nhau như vậy thì tuyệt vời quá. Sai đầu xưa đó này ha. Nhiều khi mình quên thì có người nhắc nhở cho mình. Đó là những người thầy của mình. Và chúng ta thấy được những cái lỗi để sửa sai, đó là điều đáng quý. Câu Phật ngôn 86, câu đầu tiên.
Ye chakho sammadakkhate. Ye chakho sammadakkhate. Câu này có bốn từ ha. Ye là một, ya là hai, khô là ba, sammadakkhate là bốn. Vậy chị dê quý vị cũng biết rồi hả, chị chá cũng biết rồi hả, dê là những người nào, chá là và ha. Rồi chữ khô ở đây, chữ khô có nghĩa là thật vậy, nó là một trạng từ ha. Nó là một trạng từ sammadakkhate. Chữ samma do cái từ samma ha, rồi cộng với akkhate, samma cộng với akkhate và nó biến thành sammadakkhate ha. Chữ samma có nghĩa là đúng đắn, thích hợp. Rồi akkhate do cái từ akkhata, hoặc là do cái căn ngữ kha, có nghĩa là nói thuyết. Và tiếp đồng ngữ a phía trước có nghĩa là hướng về, xung quanh. Akkhata đây là một cái dạng quá khứ phân từ, đã được tuyên thuyết, đã được tuyên thuyết. Nhưng mà akkhata ở đây được dơ theo định sở cách số ít. Định sở cách số ít tức là sát tầm ý vì phát tí e cao quá chẳng ngã. Cho nên akkhata biến thành akkhate. Và ráp hai chữ này lại, nó biến thành sammadakkhate, có nghĩa là đã được thuyết đúng đắn. Đã được thuyết đúng đắn. Alo, quý vị còn nghe không? Bị khủng bố cái là thấy im ru hả? Không sao, không sao. Rồi. Như câu số 2 hả? Thamme nu quát tí nô. Thamme thamma nu quát tí nô. Chị thamme do cái từ thamma. Thamma là một danh từ nam tính, akranta pung linga. Và đây cũng được chia theo định sở cách số ít. Sattamī vipatti ekavacana. Thamma biến thành thamme. Thamme là trong pháp. Trong pháp. Rồi thamma nu quát tí nô. Thamma nu quát tí nô. Thamma ở đây nó có hai từ đi chung với nhau, thamma rồi anu quát tí nô. Chữ thamma cũng có nghĩa là pháp ha. Rồi anuvattino do cái từ anuvatti, căn ngữ của nó là chữ quát, là hành động, là hành động, là lăng hay làm. Thì ở đây nó được chia theo chủ từ số nhiều ha, chủ từ số nhiều, tức là Bhatthama Bahu Vachana, tức là Thamma Nuvattino, những người có sự hành trì thuần pháp. Những người có sự hành trì thuần pháp. Đó là ý nghĩa câu số 2. Và hai câu này cho chúng ta một cái ý nghĩa. Ye chakho sammadakkhate thamme thamma nuvattino. Và đúng vậy,
Những người nào có sự hành trì thuần pháp đối với các pháp đã được thuyết đúng đắn. Hai câu bổ sung ý nghĩa cho nhau ha. Ye chắc vô sầm ma đắc kha tê thầm mê thầm ma nu quát tí nô. Và đúng vậy, những người nào có sự hành trì thuận pháp đối với các pháp đã được thuyết đúng đắn. Rồi, bây giờ qua câu 3. Tê chana pa ramesanti. Tê chana pa ramesanti. Tê là những người ấy. Dê những người nào thì tê là những người ấy. À, rồi cái chữ chana. Chữ chana do cái từ chana. Chana nó là một danh từ nam tính Akrantapumlinga. Và chữ chana này được đứng làm chủ từ số nhiều Bathama và Uvachana Vipatti. Cho nên chana biến thành chana. Chana là người, chúng sanh. Người, chúng sanh. Người, chúng sanh tê chana, tức là những người ấy. Những người ấy ha. Paramesanti. Paramesanti. Ở đây chúng ta thấy chữ ba răng cộng với esanti. Chữ ba răng do cái từ ba rá. Ba rá là một danh từ trung tính Akrantanapumsakalinga. Ba rá có nghĩa là bờ bên kia. Bờ bên kia. Rồi esanti, à cái động từ số ít này có nghĩa là sẽ đi. Sẽ đi. À, động từ số nhiều chứ, xin lỗi. Esati mới là số ít. Esanti là số nhiều. Paramesanti là sẽ đi đến bờ bên kia. Sẽ đi đến bờ bên kia. Và câu cuối cùng. Lại quá, làm sĩ như quan biết không kịp. Paramesanti. Paraparang esanti. Rồi sẽ đi đến bờ bên kia. Và câu cuối cùng. Mắt chút hay dần Sudutta rằng. Câu cuối cùng có hai từ. Mắt chút hay dần là một. Và Sudutta rằng là hai. Mắt chút hay dần do hai từ ha. Chữ mắt chút và chữ thay dần. Mắt chú nó là một danh từ nam tính Ukrantapumlinga. Mắt chú là thần chết. Mắt chú là thần chết. Rồi thay dần. Thay dần do cái từ thay giá. Thay giá là một danh từ nam tính Ukrantapumlinga. Và thế gian đây được chia theo đổi cách số ít đô tỷ giá quy phát tí ê cao quá trần há. Cho nên thầy giá biến thành thầy dân. Thầy dân là lãnh vực cảnh giới hay là vương quốc. Lãnh vực vương quốc hay là cảnh giới. Vậy thì mất chú thầy dân có nghĩa là cảnh giới của thần chết, lãnh vực của ma vương. Mà chú thầy dân và từ cuối cùng, từ cuối cùng Sudutta rằng ở đây chúng ta thấy tiếp là ngữ xú ở phía trước, có nghĩa là khéo léo, tốt đẹp. Và đút tà răng do cái từ đút tà rá. Đút tà rá ở đây
Do cái động từ Tarati có nghĩa là băng qua, vượt qua, băng qua, vượt qua. Và Duttara nó là một tính từ khó vượt qua, khó băng qua. Nhưng mà có gì xú ở trước. Và đây nó được chia theo đối các số ít. Duttara biến thành Duttarang. Có chữ số, số Duttarang tức là rất khó vượt qua việc, thật khó vượt qua. Như vậy thì câu 3, câu 4. Tê chát nà và rá mê sành tí mắt chú thầy dần su đô tá rằng. Hai câu này cho chúng ta một ý nghĩa. Những người ấy sẽ đi đến bờ kia. Lãnh vực của ma vương là rất khó vượt qua. Câu 3, câu 4 ha. Tê chát nà và rá mê sành tí mắt chú thầy dần su đô tạ rằng những người ấy sẽ đi đến bờ kia, lãnh vực của ma vương là rất khó vượt qua. Câu Phật ngôn 86 cho chúng ta một ý nghĩa. Và đúng vậy, những người nào có sự hành trì thuận pháp đối với các pháp đã được thuyết đúng đắn, những người ấy sẽ đi đến bờ kia, lãnh vực của ma vương là rất khó vượt qua. Và đúng vậy, những người nào có sự hành trì thuận pháp đối với các pháp để được thuyết đúng đắn, những người ấy sẽ đi đến bờ kia, lãnh vực của ma vương là rất khó vượt qua. Ngài Hòa Thượng Chế Đức đã phổ thơ lục bát: những ai tinh tấn tu trì, đúng lời chánh pháp, khéo tri khéo hành, vượt qua dục vọng tử sanh, thuyền xuôi giác ngạn, mây lành đón đưa. Những ai tinh tấn tu trì, đúng lời chánh pháp, khéo tri khéo hành, vượt qua dục vọng tử sanh, thuyền xuôi giác ngạn, mây lành đón đưa. Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngũ ngôn: những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy, sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy, sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khéo khó thoát. Rồi, Phật ngôn 85, câu Phật ngôn 86. Hai câu này cùng một duyên sự. Vậy thì chúng ta nghe duyên sự như thế nào đây? Nhưng mà trong cái phần từ vựng này, quý vị có ý kiến gì không? Có thắc mắc chỗ nào không? Alo. Rồi, xin kiếm ha. Xin mời ha. Con xin kính chào sư trí đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con thắc mắc cái câu cuối đó sư, cái chữ cuối đó, xú đúc ta rằng. Sư coi đó, chữ xú là tốt đẹp khéo léo, mà chữ đúng là khó xấu. Thì tá răng do cái gốc của nó là tá, hay là cái động từ của nó tá ra tiếng, tức là băng qua, vượt ba, vượt qua. Thì trong nếu mà dịch tình thường á, tốt và đẹp, khó vượt qua. Nhưng mà trong cái chữ, con nghĩ rằng trong cái chữ xú này, cái chữ xú nó phải dịch là có nghĩa là rất á, rất là khó, rất là đú khó, chứ là rất là khó đúng hơn, chứ không lẽ nói khéo đẹp rồi bên kia là xấu tệ hại. Con thấy cái chữ xú này có nghĩa là chữ rất á, cho nên nó để nhấn mạnh vô phải là thật là khéo léo, thật là khó mới 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 mới
khó mới vượt ra cái chữ xấu này, con nghĩ vậy. Chứ hai cái nó đều nghĩa nó ngược với nhau, chú với đú nó nghĩa nó trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng mà nó lại đặt vô một giọng câu. Con nhớ cô sức khá bú khá, con biết sư có kinh nghiệm, sư giải thích cho con nhiều cái này. Theo con nghĩ rằng cái chữ xú trong đây không có nghĩa là khéo đẹp tốt đẹp, mà nó nghĩa là rất là very very ấy, sư con nghĩ rằng vậy á. Con xin trả máy lại cho sư, con cảm ơn sư ạ. Alo, 123, 123 hả? Chị Kim nghe không? Chữ xú đức tá răng, chữ xú là một tiếp đầu ngữ ha. Còn cái chữ út tá răng, út tá răng, út tá rá, đó là cao thượng, cao quý, tuyệt vời, rất. Có nghĩa là cái gì mà nó cao, nó quý, nó đẹp, nó đỉnh thì người ta dùng chữ uttara ha. Thì uttara cũng là cao thượng, cao quý, tối thượng, nhưng mà ở đây không phải là chữ đú, không phải là chữ đú là xấu nhớ ha. Chữ này là uttara, nhưng mà khi lobo và sanh thí thì có tiếp đầu ngữ xú ở trước thì phải có thêm một chữ đê, cho nên lẽ hai chữ ú với nhau thì làm sao đây, thêm một chữ đê, và thêm một chữ đê như vậy thì cái âm giọng chúng ta đọc nó tương đối nó dễ. Xú út tà răng chứ không phải xú út tà răng, mà xú út tà răng mà chung với nhau, hai cái nguyên âm đi chung với nhau thì đọc làm sao đây, cả lầm luôn. Cho nên ở đây không phải là chữ đú là một tiếp đầu ngữ xấu, mà cái từ út tà rá, út tà răng, nhớ ha. Chỉ có một cái tiếp vị ngữ là chữ xú thôi, chỉ có một tiếp vị ngữ thôi. Vậy thì bây giờ nghe duyên sự để rồi chúng ta mới thấy cái chỗ này nó rắc rối hay không rắc rối ha. Thì duyên sự làm sao Sĩ Nhật Quỳnh có ý kiến nữa hả? Rồi mời Sĩ Nhật Quỳnh. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, tại con thấy Sĩ Kim có ý kiến hỏi mà con thấy như ngài giải thích, nên theo con hiểu là có phải như vậy không? Thật sự thì Kim nói thì cũng có lý. Tại sao cái chữ đó nó xấu, nó tốt đẹp mà lại để là đi với chữ đúc là nó khó, nó xấu. Dạ thì con nghĩ rằng cái chữ xú là nói về cái cảnh giới tốt đẹp, thành ra đó là ma vương khó vượt qua, không có thể vượt qua cảnh giới của những vị thánh. Dạ có phải vậy không bạch ngài? Con kính nhân bức trên ngài. Alo, cái từ xú đút tà răng, xú đút tà răng thì ngài Phật Minh ngài dịch cái từ này gọi là nan giải, khó mà giải quyết, tức là một cái vấn đề mà coi như nó rắc rối, nó khó khăn, mà ngài Phật Minh dịch cái từ này là nan giải. Nan giải đúng rồi, chữ số cộng với uttara, uttara phải thêm một chữ d. Đây là trong cái phần logo và sanh thí xóa và ráp chữ trong văn phạm, thì chỗ này chúng ta thấy chữ d nó xuất hiện, bởi vì hai cái nguyên âm nó đi liền với nhau thì không thể đọc được, mà phải thêm một cái phụ âm xuất đốt ta rằng. Như vậy thì bây giờ nghe duyên sự đi, rồi có thời gian chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn ha. Sẽ rằng thầy không có
Surutarang, ý nghĩa của cái từ này là những ai thực hành đầy đủ theo pháp mà đã nghe thì thoát qua khỏi cái vòng vây của ma vương. Và vòng vây của ma vương thì rất là khó vượt qua cái vòng vây của tức là ma vương thì quý vị biết rồi ha, thống trị cả tam giới mà vượt qua khỏi sự chinh phục chế ngự của ma vương để đạt được thánh quả thì đó là một điều rất là khó khăn. Chữ Surutarang là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta hãy nghe dừng sự Ô Phật ngôn 85 và 86. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì có đề cập đến một cái nhóm thiền tín. Khi mà nghe giảng thì cũng thắc mắc cái từ Surutarang ha. Là cũng giống như con người có ý kiến ấy còn như thế này ha. Thì trong thời kỳ đó có những người thiền nam tín nữ dọc theo con đường trong thành xá vệ xá quả thi thì họ tỏa hiệp thành lập ra từng nhóm để làm phước trai tăng, rồi họ rủ nhau ở lại chùa suốt đêm để mà nghe pháp. Tuy nhiên họ không thể thức để nghe pháp suốt đêm theo ý định của họ, bởi vì một số thì bị cái lòng tham dục thúc đẩy họ tự động rút về nhà, một số khác thì bị sự sân hận nổi lên cũng bỏ chùa ra đi, một số nữa bị hôn trầm thụy miên còn ngồi nán lại gục lên gục xuống chứ chẳng nghe được cái gì hết. Và đó là một đề tài để các vị tỳ kheo ở trong giảng đường đem ra làm cái đề tài mà thảo luận. Rồi đúng lúc đó Đức Phật xuất hiện. Ngài hỏi: "Này các tỳ kheo, hôm nay ngồi thảo luận về vấn đề gì?" Bạch Đức Thế Tôn: "Khi hôm có một số thiện tín họ coi như ra về vì cái sự tham dục, vì cái vấn đề hôn trầm, vì vấn đề sân hận, cho nên hôm nay đây là cái đề tài để chúng con coi như thảo luận." Và khi nghe như vậy thì Đức Phật nói rằng: "Này các tỳ kheo, những chúng sanh ấy hằng sống theo cõi dục, dính mắc trong cõi dục nên rất ít người đạt được niết bàn." Và thúc thì Đức Phật ngài thuyết lên hai câu Phật ngôn, câu 85 ha: "Giữa nhân loại ít người, bờ kia đạt đến nơi, có nhiều người còn lại chạy theo bờ này mãi." Rồi câu 86: "Nương theo pháp khéo dạy, những ai chân hành trì vượt biển dục nan giải sẽ đạt đến bờ kia." Tức là ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, số lớn người còn lại xuôi ngược bên bờ này. Những ai chân hành trì theo chánh pháp khéo dạy sẽ đạt đến bờ kia, vượt ma giới khó thoát. Thì khi hai câu Phật ngôn này được trình bày xong thì có nhiều vị chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì với duyên sự câu Phật ngôn, hai câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng rủ nhau làm phước, thức nghe kinh, ý niệm đầu tiên quả thật lành, ma dục xen vào về nghĩ lẽ, lửa sân nổi giận bỏ đi nhanh, lâm anh ngủ gục gần như chết, nhiều chị hôn trầm tợ mới sanh, vượt biển khổ qua bờ giải thoát, xưa nay rất hiếm bậc viên thần." Như vậy thì qua câu Phật ngôn này chúng ta thấy vượt qua ma giới
tức là qua sự khống chế của ma vương, thì đó là một điều rất khó. Mà ma vương thì quý vị biết có bao nhiêu loại ma vương? Alo, kể thử coi. Thứ nhất và thứ năm. Thứ nhất và thứ năm thì bây giờ tuần tự đi. Mỗi loại ma có một cái ưu điểm riêng, tức là nó tấn công về cái ngành nghề chuyên môn của nó. Vậy thì thứ nhất, ma vương nào? Một mình chúng ta mà chiến đấu với năm loại ma vương thì sao chịu nói? Phiền não ma vương, kỳ lê sát ma ca, đó là một. Mà phiền não này á, thì mắt chúng ta không thấy được, nó ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta. Có thể là tham, có thể là sân, có thể là si. Rồi thứ hai là tử thần ma vương, mắt chú ma ra, ngủ uẩn ma vương, khanh tham ma ra, ngủ uẩn pháp hành ma vương, sankhara ma ra. Rồi phiền não chư thiên, 1, 2, 3, 4, 5. Ồ, sĩ cha đầy đủ ha. Không, sĩ cha thiếu. Cái ngũ uẩn và pháp hành là một. Ngũ uẩn là pháp hành là một. Mà sĩ cha thiếu ai? Tử thần là một ha. Ngũ uẩn là pháp hành, ba phiền não là bốn, chư thiên ma vương là năm. Ồ, như vậy là đủ nha. Như vậy thì đúng rồi, sĩ cà đúng rồi. Chư thiên ma vương là đề hoa ma ra, đề hoa ma ra. Đúng rồi, sĩ cà đúng rồi. Hồi nãy nhìn thiếu cái chữ tử thần ở trước mà ông lại quên. Thì trong năm loại ma này thiếu ma nữ hả? Trời ơi, ma nữ đã đưa lên rồi, tự ma nữ chấp nhận là thua năm loại ma này cho nên mới đưa ra rồi. Xin lỗi ha, vui rồi. Vậy thì năm loại ma này, mỗi loại ma đều có một cái tuyệt diệu riêng của nó. Tử thần ma vương chuyên môn đi hù cho người ta chết rồi bắt đi. Tử thần ma vương tức là báo cho người ta biết chết tới nơi rồi nghe. Cho nên có những thiên sứ xuất hiện để tử thần ma vương coi như có thể nắm bắt người đó. Thiên sứ ví dụ như bệnh hoạn ha, rồi già cả, rồi bệnh nè, lão nè, rồi có những cái trạng thái mà nó báo cho cái sự chết đó, để coi như là tử thần ma vương làm việc. Trước khi làm việc tức là phải có những thiên sứ đi báo. Rồi ngũ uẩn ma vương thì chúng ta thấy chính cái thân của chúng ta làm cho chúng ta khổ, làm cho chúng ta khổ. Rồi pháp hành tức là sự hành trì của chúng ta trong cái sự tu tập, thì cái pháp hành nó cũng làm cho chúng ta trồi sụt, và làm cho chúng ta cũng nhiều khi không được như ý. Và phiền não thì quý vị biết là nó từ ở bên trong tấn công. Rồi tiếp theo là chư thiên ở bên ngoài. Chư thiên bên ngoài là các cái vị mà họ không ưa chúng ta. Những cái vị chư thiên mà tà kiến á, họ không ưa chúng ta, mà họ thấy chúng ta họ còn theo phá nữa. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy trong năm cái loại ma này chúng ta vượt qua không nổi. Mà chính Đức Phật
ngài cũng phải bó tay trước tử thần Ba Vương. Bởi vì khi mà tại tháp Ba Hoa, khi mà ngài Ananda coi như vừa bỏ ra mệt mỏi đi ra ngoài, thì chính lúc đó là tử thần Ma Vương đã đến và trình lên với Đức Phật là cái tuổi thọ của ngài, cái ngũ uẩn của ngài, thân tứ đại của ngài đã đến lúc mà coi như cạn kiệt rồi, rệu rã rồi, đến ngày nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật ngài thấy rằng cái nhân duyên chưa đến, ngài mới nói 3 tháng nữa. Chỉ có Đức Phật mới hứa với Ma Vương là 3 tháng. Chứ còn trong thế gian này mà nghe là tử thần Ma Vương mà đến là chúng ta phải ra đi thôi. Nhưng mà riêng Đức Phật ngài nói 3 tháng nữa ta mới đi. Chỉ có Đức Phật đã vượt qua cái sự khống chế của Ma Vương, cho nên ngài mới tuyên bố rằng 3 tháng nữa, chứ không phải đi bây giờ. Và trong vòng 3 tháng đó thì một số vấn đề quan trọng ngài phải giải quyết. Mà cái vấn đề quan trọng là tới giây phút cuối cùng tế độ người ngoại đạo Suphadda, và khi tế độ cho cái vị đó chứng đắc thánh quả A-la-hán, thì khi đó ngài mới nhập Niết Bàn trong những cái giây phút cuối cùng. Thì chúng ta thấy vượt qua ác ma là một cái điều rất khó. Cho nên cái chữ Suddhottaraṁ đó là một vấn đề nan giải. Mà giữa phàm và thánh, phàm tức là trong tục đế thì Ma Vương khống chế mà bước qua cửa của thánh nhân, mà nhất là phải đạt đến cái quả vị coi như A-la-hán ha. Chứ còn không á, những vị thánh hữu học cũng bị coi như là ác ma coi như làm cho cái tâm của các vị đó cũng run sợ nữa. Chúng ta thấy ví dụ như ngài Ananda là một vị thánh tu Đà Vườn ha, nhưng mà rồi cũng thương tình như chúng ta, cứ nghĩa là buồn rầu sầu khổ rồi cũng khóc. Bà Visakha 7 tuổi chứng đắc thánh quả tu Đà Vườn ha, nhưng mà rồi cháu của bà ta chết, bà ta cũng khóc. Như vậy thì những bậc thánh hữu học vẫn bị ác ma khống chế, làm cho cái tâm coi như có thể lay động về tám pháp thế gian. Chỉ có khi nào đạt đến quả vị A-la-hán thì các ngài mới cảm thấy nhẹ nhàng và không bị chi phối bởi tám pháp thế gian. Cứ nghĩa là tâm của các ngài khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm. Tâm của các ngài đã vượt qua cái vấn đề thiện và ác. Thì đó là một cái vấn đề mà ngài Phát Minh dùng cái từ gọi là nan giải, rất là khó giải quyết, Suddhottaraṁ. Rồi với cái từ này chị Nhật Quỳnh, chị Kim thắc mắc, thì bây giờ đây là thời gian chúng ta có thể thảo luận. Alo, chị Kim nghĩ thế nào? Chị Nhật Quỳnh còn suy tư sao? Cái từ Suddhottaraṁ mà ngài Minh dịch là nan giải, rất là khó giải quyết. Bởi vì chúng ta chỉ có ngẩn ngơ trước ngã ba đường ha. Nhưng mà ở đây không phải là ngã ba đường mà ngã năm. Năm Ma Vương trấn ngự năm cung đường, và bây giờ chúng ta đi đâu? Đi lên hay đi xuống? Mà đi lên hay đi xuống thì cái trong cái bài mà năm điều quán tưởng, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra từ mình. Mình tự tạo một con đường mình đi, chứ không phải năm con đường của Ma Vương trấn giữ mình nhào vô. Đây là cái quyền quyết định ha. Alo, mình chào sĩ Nguyên Trang vừa đến với đạo tràng. Rồi bây giờ sĩ Kim sao? Đi tu tập ha?
tu tập làm sao. Rồi bây giờ quý vị có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Thời gian còn lại để coi, còn 12 phút nữa. Quý vị cho biết ý kiến giữa hai câu Phật ngôn 85 và 86. Hồi nãy thắc mắc từ Sulutarang. Rồi bây giờ còn thắc mắc gì nữa không? Alo, alo, sư em ru gì nè? Ngồi cười ha, cười gặp quê ha. Hồi nãy thì coi như giải thích từ vựng, đưa tay thật lét. Bây giờ thời gian còn trống nè, thì có quyền để chúng ta coi như thảo luận. Rồi, cười xong rồi mới chịu đưa tay. Thì cái bà này khó tính quá. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Thì cũng do sư thôi, sư tự nhiên cái chữ sư đúc ta răng, cái sư phân tích ra chữ sú, rồi chữ đú, cộng chữ đú, rồi tà tá răng. Cái đó nếu mà chưa break ra cái đó thì nó cũng ok, nhưng cái trong cái này thì chỉ tách nó ra làm hai coi thôi. Chữ xú rồi cộng chữ đi, rồi cộng chữ út ta răng, út ta ra là tối thượng vô thượng cực kỳ, thì nó đúng hơn. Tự nhiên khi thấy đó thì con mới nghĩ ra, trời sao chữ xú cộng chữ đú nữa, giống như là vừa mập vừa cao vừa thấp. Cái thằng này nó cao mà nó thấp, mẹ nghĩ mà mập mà ốm nữa. Thì con thì nó vậy thôi, nhưng mà lúc mà sư nói lại thì con ok, thì con biết ok. Thì có thể trong sách nó phân ra là chữ xú rồi cộng chữ đú út ta răng, nhưng thật ra nó chữ xú như tôi nói, cộng đi thêm vô út ta răng, út ta đá là tối thượng, tức là cực kỳ á, thì xú là tốt. Thì con hiểu rồi, thì cũng như con nói trước cái câu này rồi, câu 85 với 86 nó cùng một tích sự. Thì trong câu 85 thì Đức Phật nhấn mạnh là cái chữ Attaka, tức là rất ít ỏi cái gì, ít ỏi người được đi giải thoát. Giống như là nói tóm lại đó, thì mỗi lần mà có một vị Phật xuất hiện đó, thì tất cả đều phải công nhận rằng cái người trên cái chúng sanh ở trên trái đất này nó biến mất đi một ít. Nó biến mất một ít thì tại vì có Đức Phật, thì Đức Phật đã giúp cho một số người đã thành tựu Ba La Mật, nhưng mà không có việc để mà chứng đắc A-la-hán để mà giải thoát. Thì nếu mà không có Ngài xuất hiện thì những người này có thể trôi lăn trong nhiều đời nhiều kiếp nữa cũng chưa đi. Nhưng mà nhờ có Ngài nhìn thì có tiếng yêu Ngài, yêu nhá một cái. Anh này, cô này, bà này, từ người đức vua, vọng tộc cho đến người ăn mài, kẻ sát nhân, từ thơ Ngài nhìn ra cái Ba La Mật của họ. Cho đến một vị A-la-hán, Ngài Chư Lá Phanh Chư Khá đấy chứ. Trời ơi, đọc bốn câu kệ mà mấy tháng trời, một bài kệ giống như Kinh Pháp Cú bốn câu nè, tới mấy tháng trời luôn cũng không thuộc nữa. Đến đời ông ngồi ông đọc mấy đứa nhỏ trăng trâu đi ngang nó còn thuộc nữa, mà ông không thuộc. Cái đây do cái nghiệp tư quả của ổng, là ổng là từ kiếp trước ổng là một vị thông thạo tam tạng kinh tạng dễ sợ lắm. Mà tới nay mà vì một cái tánh ngã mạn đi chọc ghẹo một vị sư, làm cho vị sư này rất buồn bã, không chịu đi học, nó bỏ tu đó, thì cái nghiệp đó rất là lớn. Bây giờ Ngài thành một người đó nè, không nhớ gì hết, không nhớ pháp gì hết, những người giống như không có trí nhớ. Thì Đức Phật đã giúp đưa cho ổng một cái khăn để ổng dò đó, ổng mới thấy rằng nó dơ, ổng dò nữa thì ổng thấy cái pháp xấu xa của ổng là cái tánh ngã mạn đó. Rồi tất cả ổng nhìn ra tất cả đều pháp, đều hành, nó hoại diệt hết, nó thay đổi, nó không có gì thường hằng hết, nó không có thường hằng, nó là vô thường, nó không có tự ngã, nó không thuộc quá về của ai hết mà nó vô ngã. Thì Ngài mới chứng đắc A La Hán, mới có thần thông luôn, biến thành một ông 1000 ông sư của giống như ổng ngồi đó, đến nỗi mà nhìn cái ông mà đi kiếm mời ổng không biết ông nào nữa. Đại khái là như vậy. Thì qua cái câu 86
thì Đức Phật nói với ai mà hành hành trì pháp của ngài đó, tức là dê chá khô xăm má đắc kha tê, xăm má là chánh pháp, đắc kha tê là hành trì thực hành cái pháp của ngài, dê là ai, là người nào đó, thì những ai mà hành trì pháp của ngài theo chánh pháp thế giải, tức là thăm mê thăm má nước mắt chí nô, sẽ đến bờ bên kia, tức là được giải thoát đó. À, vượt ma lực khó thoát. Cái ma lực thì sư đã nói nó gồm có năm ma này, ma của trong kinh Phật, chứ không phải ma ngoài đời, ma nữ, ma dương, ma tí, ma cô gì đó lùng nó ha, không phải cái đó ha. Thì con thấy cái tử hành ma thì ai cũng phải chết, ai cũng biết, nhưng có nhiều người khi mà họ đã tuyệt vọng rồi thì họ không sợ tử hành ma lắm, thì họ biết rằng thế nào họ cũng chết, trước khi họ chết họ còn quậy tưng bừng nữa, người này giết người kia để trả thù, để cho thả dạ. Thì những thường mà con thấy á, thì cái ngũ uẩn ma với pháp hành ma với phiền não ma là quậy nhiều nhất. Còn chư thiên ma chỉ quậy khi nào họ thấy mình á, tu tập nhiều, họ ganh tị, họ muốn phá, giống như ma vương ở tỉnh trời Tha Hóa, tự tại là ma vương trong đó, thì thấy Đức Phật là pháp thành chánh đạo rồi đó, thì xuống đem binh ma phá tùm lum tùm la. Ngài phải dùng cái 10 cái pháp đó, ba la mặt của ngài, tức là cái pháp mà bố thí đó, ngài mới thắng ma vương. Thì những người mà ngầu lắm, nói theo mà con coi xin trưởng đó, cỡ mà cỡ như là mấy người đại khái mà võ công song toàn, ma vương đâu thèm hỏi thăm đâu, mà con thấy mỗi người cứ đụng chuyện gì đó, trời ơi, ma vương nó phá tao vậy. Con nói thiệt á, ma vương nó đâu có quẩn đâu quậy mấy người đó, giống như mấy người mới tập võ tay trắng đó, múa qua múa lại như fancy dancing vậy, giống như múa cho vui vậy, ai mà thèm quá. Chỉ nó như là cỡ như Hồng Thất Công nha, rồi Đồng Tà đầy độc gì nó mới xuống, nó quậy, nó chiếm đấu thôi, chứ cỡ nhỏ nhỏ ai mà đấu. Thì con đối với chư thiên ma đó, thì đối với những người mà đã tu hành rất là nghiêm chỉnh đủ thứ, nó mới xuống nó quậy thôi, để nó thử thách thôi. Nhưng đối với ma chư thiên ma đó, chư thiên ma đó, tức là đề qua ma rá đó, thì người ta vẫn có pháp hành, khi mà thấy mà họ thấy không có áp đảo được, không chiến thắng được, thì họ trở lại, thì họ ủng hộ và họ giúp đỡ phù thường thuộc với cái vị này, giống như Đức Phật đó, thì họ thường phục được ma dương không có dám làm gì hết, đại khái vậy. Con chỉ thấy là ngũ uẩn ma với tức là thành chát thành đá ma rá đó, với lại khi lại xá ma rá, với là phiền não ma, với sankhara ma rá là pháp hành ma, là ba cái đó là nó quậy tưng bừng luôn. Tức là pháp hành ma, cái sự vận hành của pháp thân thể này nó hủy hoại, nó biến diệt, nó không tồn tại. Rồi chẳng hạn như người ta là gọi là hoa hậu Hoàng Vũ nha, là muốn lúc nào sắc đẹp cũng đẹp hết, thì nhưng mà ai cũng phải bị vô thường hết, ai cũng phải bị già hết, người nào cũng phải già, cho dù có sửa sắc đẹp, có làm cách mấy đi cũng không tránh khỏi được cái sự hủy hoại, cái thời gian nó qua, giống như là sắc mạng quyền nó phải hủy diệt đi, thì không thích cho dù họ làm cách mấy thì họ chỉ trẻ hơn với những người cùng tuổi họ thôi, chứ không giấu được cái sự hủy diệt đó. Thì giờ chính là Khê Ma đó, hoàng hậu Khê Ma đó cũng là một người đẹp tuyệt sắc, bả hãnh diện bả nghe, tức là cái pháp vô thường này đó, bả không thích, nó bị bả cái đẹp gì xấu xấu gì, cho nên nhưng mà bả có nhiều cái ba la mặt đủ rồi, bả có thể thành vị a la hán, thành ra Đức Phật mới chiếu cố cho bà, là Đức Phật biến hai cô gái rất là đẹp đứng hầu quạt Đức Phật nha. Làm bà này á ngộ ha, trời trời, ông này cũng tu mà có người đẹp quạt cho ổng á, bẩm hiếu kỳ, bẩm đi lại gần, chứ thường ngày là bà nghe Đức Phật ở đâu là bà biến mất rồi, bà không thèm lại. Thì bà mới thấy Đức Phật biến ra một cô gái từ trẻ đẹp, từ từ già rồi nhảy ra cái tù để cho đánh giận, bà thấy bà ớn ha. Thì bà đánh động vào cái tiềm thức của bà, rồi Đức Phật mới bắt đầu giảng pháp, thì mới nhờ cái quyền lực của ngài làm cho bà nhớ lại những cái quá khứ bà tu tập, bà nhớ lại những cái pháp mà đi đến niết bàn là phải
phải biết cái sự vô thường, vô ngã, nó là cái đau khổ, thì bà mới tánh ra, bà mới đắc được cái gói vị giải thoát là A-la-hán đó. Thì ở đây giống như cũng vậy, chính vì mình không có giữ được, không có giữ, không có muốn cái gì mà mình muốn có, họ không biết rằng tất cả các pháp ở trên thế gian này đều vô ngã, họ muốn cái tự ngã vô. Rồi chính cái ngũ uẩn ma, cái sắc thọ thinh hương vị xúc pháp sắc thinh hương, cái đó là con sorry, cái ngũ uẩn của mình đó, tức là sắc thọ tưởng hành thức, cái bốn cái danh pháp và một cái sắc pháp, nó quậy tưng bừng luôn, nó lúc nào nó cũng thay đổi biến đổi hết, nó không có tồn tại đâu, nó phải theo cái sắc mạng quyền, nó từ từ nó thay đổi. Chính vì không có giữ được không đó thì con người nó phiền não, tại mình không muốn mà không được, tức là nó gọi là gì, khổ khổ đó. Muốn sống hoài không chết, muốn không có bệnh, muốn không có già vậy đó, nhưng mà nó phải già. Rồi muốn cái người mà mình thương phải ở gần mình hoài, mà muốn cái người mình ghét đừng có giờ gặp. Nó đại khái như vậy. Thì họ muốn những điều họ muốn thì không được hết, được nó đều là vô ngã, nó biến hoại, nó xâm diệt theo cái nhân duyên, cái nghiệp của nó, không có kiểm soát được. Chính vì vậy mà ai cũng đều phiền não hết. Thì nói cái này nói pháp, có nhiều người không pháp thì không hiểu được cái đó, nhưng đối với nhân gian thì giống vậy. Ta là mẹ của nó, ta sanh nó ra thì nó là con của ta, nó phải nghe lời ta. Nhưng nó khi mà nó lớn lên rồi, nó đâu có nghe lời nữa, nhất là bên Mỹ đâu nghe đâu, còn làm ngược lại nữa. Cha làm thầy giáo thì con đốt sách bán sách. Trời đất mẹ ơi, hết giờ rồi sư ơi, thôi con trả máy lại. Thì đại khái là những câu này trong hai câu 85-86 thì phải hành trì cái pháp của Đức Phật dạy rất là nghiêm chỉnh, tại vì vượt ra bờ bên kia, tức là vượt khỏi cái ma lực của năm cái ma lực này đó, là cái ma lá đó rất là khó. Đại khái thôi, còn hết thầy sư, hết giờ sư ra con nữa, nói là gì nữa. Thôi còn nếu con có gì sai sót, xin các sư, các cái tụi nữ và quý Phật tử chỉ dạy, con xin trả máy lại và chúc quý vị nhân đạo tràng, các sư, các cô tụi nữ một ngày được ăn vui. Xong, trả máy lại. Alo, công nhận chị Kim nói nó cũng chính xác, nhưng mà trong những cái từ mà chúng ta thấy chữ Sudutarang nè, ở phía trên câu đầu tiên á, Sammadakkhate, chữ Samma cộng với Akkhate, thì chúng ta cũng thấy rằng có một chữ D nó nằm ở giữa, có một cái chữ nữa, thì Sudutarang này cũng vậy, hai cái nguyên âm thì phải có một cái phụ âm, để rồi cái giọng đọc chúng ta nó mới ổn định. Qua sự trình bày của Sư Kim thì chúng ta thấy rằng thiện và ác nó tương tác với nhau, tương tác với nhau, chứ không phải là ta thấy khổ rồi cái chúng ta coi như chạy trốn, mà phải vượt qua cái khổ đó chúng ta mới đạt được cái sự an lạc. Nếu mà không có một cái vị toàn giác thì làm sao có những vị thinh văn giác? Giác xuất hiện thì những vị thinh văn giác mới nghe và giác ngộ được để tu tập theo nhé. Thì như vậy ở đây những ai hành trì pháp thì theo chánh pháp kéo dài á, thì chúng ta phải gặp những cái nghịch cảnh, tức là khổ, tìm nguyên nhân của cái khổ đó nó xuất hiện như thế nào, thì chúng ta sẽ đến bờ bên kia. Còn nếu mà không gặp trở ngại thì làm sao chúng ta tu? Cho nên ở đây một cái câu Phật ngôn mà để chúng ta suy ngẫm, khi mà gặp phiền não, khi mà gặp cái khổ thì chúng ta phải cố gắng vượt qua, hãy nhìn vào nó để rồi coi cái sự tu tập của chúng ta tiến bộ hay không tiến bộ. Chúng ta thất bại là ba la mật hoặc là cái phước của chúng ta không hỗ trợ. Còn nếu mà chúng ta vượt qua thì do những cái ba la mật chúng ta đã tu trì từ trước và thúc đẩy cho chúng ta vượt qua cái trở ngại đó.
Rồi, câu Phật ngôn này xin được kết thúc nơi đây ha. Hôm nay cũng có một nhóm Phật tử đến chùa tu tập, cũng thắc mắc nhiều lắm. Và chúng tôi cũng phải có thời gian, mong quý vị thông cảm ha. Ete na sa cha vat che na sa tu vô cô tu sa pa da. Do lời chân thật này, cái nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy nhá. Xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt bằng một bài kệ, bài kinh gì đó ha. Rồi mời sư Không Nhật nha.